thời hai quân cách mạng là Sabo, một danh tiếng không hề nhỏ, nếu thích chiến thì xong vô. Về anh trai của Luffy cứ tưởng rằng cậu đã chết, Thiên Long Nhân rất tàn nhẫn phát súng nổ ra nhưng chẳng hết. Còn người bạn là AC, đứa em trai là Luffy, cả ba người có chung ước mơ là sẽ tìm được One Piece. Mà trong mình một dòng máu là đứa con của quý tộc, cậu nhìn thấy được lòng dạ con người nơi đây cậu bật khóc. Cậu không ngoại lệ, luôn dùng tiền để giải quyết một quá khứ rất tồi tệ, rời bỏ nơi đây cũng không tiếc. Đi khắp nơi để phiêu lưu trên biển còn nhiều điều thú vị, nhân ngày đó đều ra gần cứu vớt mang về để chữa trị. Thật không may sau việc đó cậu đã bị mất trí nhớ, quên lời thề của năm xưa mà chính cậu đã bỏ lỡ. Cậu ở lại và học tập cùng luyện tập tại nơi đây, một hình bóng người anh em mà trong ký ức luôn nhìn thấy. Trước cậu nhặt được trong khi luyện tập để chiến đấu, đã trở thành một huyền thoại luôn mang bên mình dù đi đến đâu. Bạn đi cùng cậu có tên là Koala, một cô gái luôn quan tâm lo lắng cho cậu không rời xa. Trong một lần quay trở về sau nhiệm vụ, nhận tin sốc rằng AC đã chết bởi Akainu. Không chấp nhận về sự thật, đã nhớ về lúc ngày xưa. Ba anh em cạn chén đủ ký ức quay về một lần nữa. Ở đâu xa nơi đấu trường đã gặp lại nhóc Luffy, muốn kế thừa được ngọn lửa sức mạnh trái mê ra Nomi. Một trận chiến tại đấu trường đấu sĩ Lucy, không ai biết sẽ bảo vệ đứa em trai, cái nào cản được anh sẽ giết. Ở trong quyền lại một lần bùng cháy lên những ngọn lửa, móng vuốt rồng một haki thì bọn hải quân không có cửa. Ba anh em mất một người, giờ chỉ còn lại có hai, nên không để người duy nhất ngã xuống còn lại là em trai.